Nếu người người xử ác làm lành thì thế giới không còn tam tai bát nạn. Mọi người hòa hài, đối xử với nhau một cách êm thấm, không tranh không tham, thì thế giới sẽ biến thành thế giới đại đồng. Người học tập tu đạo không nên tính toán nhiều quá. Ai chửi tôi, nhưng tôi là ai? Ai đánh tôi, nhưng tôi là ai? Tự hỏi xem quý vị sẽ chẳng tìm thấy một cái tôi nào đâu. Như vậy thì tại sao còn không buông bỏ nó chứ? Tu thì phải hồi quan phản chiếu lòng mình, tự hỏi mình có lòng tham chăng. Nếu có thì chẳng phải là tu, còn không có thì tức là tu. Tự hỏi mình có lòng sân hận không, có thì chẳng phải là tu, không có thì chứng minh rằng cái ngã đã bớt đi một chút. Bị đánh thì quý vị coi như không thấy biết, bị chửi thì quý vị dùng đạo lý để thấu triệt. Nếu trong lòng sanh phiền não nổi nóng thì không phải là tu hành. Tự hỏi mình có ngu si không? Phải chăng mình thông đạt một thứ thì thông đạt hết mọi thứ, chẳng hề chướng ngại? Rằng chân không thì chẳng có nhân ngã, đại đạo thì chẳng có hình tướng. Người thiện căn sâu dày thì nghe lời thiện, kẻ tội nghiệp nặng nề thì nghe lời phỉ báng. Nếu không vứt bỏ thứ hư vọng thì vĩnh viễn không thể đạt được thứ chân thật. Vì sao? Bởi vì mình cứ đeo đuổi cái hư vọng thì làm sao nhận thức được diện mục của cái chân thật. Có phiền não thì có nóng bực, không phiền não thì sẽ mát dịu. Ai bảo quý vị khởi phiền não? Buông bỏ thân tâm thì Phật tự thành. Phải phát tâm Bồ Đề, phải lợi ích chúng sanh, không nên học theo tác phong nhỏ hẹp của hàng nhị thừa, chỉ tự lo cho thân mình một cách ích kỷ, không chịu hóa độ kẻ khác. Nhẫn là bảo vô giá, nhưng người không biết dùng. Nếu biết dùng lòng nhẫn, chuyện gì cũng tốt đẹp. Nếu quý vị không chấp trước, việc tới thì ứng phó, việc đi rồi thì an tĩnh. Giống như mặt gương, vật tới thì nó hiện bóng, vật đi thì bóng lặng, ánh sáng vẫn phản chiếu. Nếu được vậy thì quý vị sẽ vô tư vô lự, không hay không biết, cũng không phiền não, cũng không rắc rối. Năm mới tới mình hãy tiếp đón thần tài, thần hỷ, thần quý. Sao gọi là thần tài? Nếu quý vị đừng vứt đi tinh khí thì đó là thần tài. Sao gọi là thần quý? Nếu trong một năm quý vị không nổi nóng thì đó là thần quý. Nếu quý vị phát tâm rằng sang năm mới tôi không nổi giận nữa mà sửa đổi tính tình thì đó là thần quý. Nếu quý vị lúc nào cũng hoan hỷ vui vẻ thì đó là quý vị tiếp đón thần hỷ rồi. Ba vị thần này đều ở tại nơi ta, bất quá quý vị không biết dùng nên phải chạy đi ra bên ngoài mà tìm cầu. Nếu quý vị là một con dòi lười biếng không chịu tu hành thì tôi sẽ không chờ quý vị đâu. Trên đời đầy dẫy chuyện hư vọng không thật, mọi người đều có tri kiến nhân ngã bất đồng. Do vậy, hoặc là họ tranh ngoài mặt, hoặc giấu sau lưng, mỗi người mỗi dạng ích kỷ. Mây đen tham sân si của họ trùm phủ bầu trời, khiến người ta không còn thấy ánh sáng, không được tươi mát nữa. Chỉ có Bồ Tát là vứt bỏ sạch hết hư danh giả lợi, vứt bỏ vòng sanh tử hư ngụy, buông xả ngũ dục buộc ràng. Vì thế nên trí huệ chân thật của Ngài mới hiển bày. Có người nói lò sát sanh bây giờ đã không giống như khi xưa nữa, vì họ dùng súng bắn hoặc điện giật cho chết.
do đó bò dê chết mà không có cảm giác gì. Quý vị cho rằng như vậy là đúng sao? Vậy sao quý vị không chết như thế đi? Sự thật thì phương pháp này còn tàn nhẫn hơn khi trước, vì lòng oán hận của con thú vẫn nhiễm nhiên tồn tại, có lẽ hận thù còn thâm sâu hơn nữa. Cho nên hễ sát sanh là đã mang tội nghiệp rồi. Cái lưỡi có công đức thuyết pháp mà cũng có nghiệp tội nói thị phi. Nếu nó không thuyết pháp thì nó sẽ nói thị phi, hoặc nói lời tà vậy vô nghĩa. Vì vậy mà thành 12,000 thứ tội. Giới chính là mật thước của người xuất gia. Không nên tìm chuyện rắc rối vào thân, cũng đừng sợ việc rắc rối. Người học Phật muốn thành Phật thì phải tham thiền tĩnh tọa, mỗi ngày đều phải ngồi thiền, không sợ chân đau gối mỏi lưng nhức thì mới thành tựu được. Người xưa nói, không qua một lần lạnh thấu xương, làm sao hoa nở thơm ngát hương. Trên đời chẳng có thứ gì đáng gọi là bảo quý, chẳng có thứ gì là khó tìm khó gặp, chỉ là khó tìm gặp được người biết thuyết giảng chánh pháp. Mình có chuyện đau khổ là vì chưa phá trừ chấp trước. Một khi xả bỏ chấp trước thì không còn gì đau khổ, và cũng chẳng còn gì gọi là khoái lạc. Trong đời mạt pháp, tất cả thiên ma ngoại đạo, lỵ mị vọng tưởng, sơn yêu thủy quái đều sợ nhất là chú Lăng Nghiêm. Bởi vì chú Lăng Nghiêm là thần chú phá tà hiển chánh, tu là hàng phục thân tâm, rèn luyện thân thể thành chất kim cang. Lúc quý vị mỏi mệt cũng phải hướng về phía trước, tiếp tục tu trì, đoạn trừ tất cả vọng tưởng. Tâm tánh của chúng sanh vốn là quang minh lỗi lạc, chẳng qua nó bị vô số tội chướng vọng niệm che phủ mà thôi. Niệm danh hiệu Bồ Tát có thể minh tâm kiến tánh. Chúng ta hãy xem, ngày chúng ta quy y như là ngày sinh nhật của mình, xem quãng đời tu hành của mình bắt đầu từ ngày đó. Kinh Lăng Nghiêm là cốt tủy của đạo Phật, người không có xương cốt thì hẳn phải chết. Đạo Phật mà thiếu Kinh Lăng Nghiêm thì cũng có thể nói rằng không có Phật pháp. Quý vị ăn loại chúng sanh nào nhiều thì quý vị có nhiều chủng tử của loại chúng sanh đó trong người mình, tức là quý vị thành bà con với chúng. Khi có nhân duyên với chúng quá sâu, đến nỗi rối chằng chịt thì không thể nào tách rời chúng được. Ăn thịt heo nhiều thì quý vị có nhiều cơ hội sẽ làm heo, ăn thịt bò nhiều thì quý vị cũng sẽ có nhiều cơ hội làm bò, ăn cơm nhiều phải chăng biến thành gạo. Gạo là vô tình, còn chúng sanh là loài hữu tình. Nếu ăn chúng sanh hữu tình nào thì mình sẽ sanh làm chúng sanh hữu tình ấy. Ăn thứ vô tình, chẳng những mình không biến thành gạo, thành rau, thành cỏ, mà thật sự lại nuôi dưỡng thấp hơn huệ mạng của mình một cách đúng đắn nhất. Kinh Lăng Nghiêm là bảo giám của người tham thiền. Ai tu đạo cũng nên nghiên cứu thâm sâu bộ kinh này. Không nên làm chuyện bao đồng, cứ coi anh không tốt, anh ta không phải, đừng tìm lỗi lầm của người khác. Và nên dẹp trừ vọng tưởng trong tâm mình. Dù là chuyện mình thích chí đi nữa, nó cũng chỉ là một vọng tưởng vui sướng trong đầu. Do đó chúng ta phải nhìn cho thủng mà buông xả nó, để chứng đắc trung đạo liễu nghĩa. Đời mạt pháp căn tánh của chúng sanh rất thấp kém, không thích hợp với nhiều pháp môn. Chỉ có pháp niệm Phật là thích hợp với ba căn cơ cao vừa thấp, và cả ngu người trí đều được phần.
đối với chúng ta tự cho mình là làm việc tốt. Nhưng kỳ thật không nhất thiết như vậy. Đó là vì sao? Vì chủng tử không thanh tịnh. Vì sao chúng ta có sanh tử? Vì có vọng tử. Khi lạy Đức Quán Thế Âm, niệm hồng danh Đức Quán Thế Âm, chúng ta hãy phản tỉnh xem mình có còn nóng tánh hay nổi giận không? Phải chăng thói hư tật xấu của mình vẫn còn chưa tiêu trừ? Nếu như vậy thì dù mình có lại có niệm danh hiệu của Quán Thế Âm tới tận kiếp vị lai cũng không sao gặp được Ngài. Nếu quý vị hiểu giới luật thì sẽ thâm nhập vào mọi pháp giới. Nếu quý vị không hiểu giới luật thì quý vị cũng giống như mây bay phiêu diêu trên trời, chẳng có nền tảng gì cả. Vì sao hiện nay vấn đề rắc rối của trẻ em tràn lan thế giới như vậy? Vì cha mẹ chúng chỉ biết sanh con mà không biết dạy con. Nếu quý vị có đầy lòng nhân nghĩa lễ trí thì mặt quý vị sẽ hiện ra một thứ đức tướng, có một thứ công đức ở bên trong. Trí huệ bát nhã của người ngu và kẻ trí vốn chẳng khác nhau, chẳng qua sự khác biệt là một người thì biết dùng và một người thì chẳng biết dùng trí bát nhã. Nếu quý vị thường hồi quan phản chiếu thấy tự tánh thường sanh trí bát nhã thì đó là công. Quý vị dùng trí bát nhã ấy ứng dụng khắp nơi, biến hóa vô cùng, nhưng không bị nhiễm trước, không làm việc bất tịnh, thì đó là đức. Phải nhận biết cảnh giới, chớ chấp trước vào cảnh giới. Vô luận là cảnh thiệt hay giả, quý vị đều không thể chấp trước. Nếu quý vị chấp trước thì cảnh thiệt cũng biến thành cảnh giả. Nếu không chấp trước thì cảnh giả cũng biến thành thiệt. Chú Lăng Nghiêm là vua của các chú, cũng là chú dài nhất. Chú này có quan hệ đến sự thịnh suy của Phật giáo. Trên thế giới nếu còn người trì tụng chú Lăng Nghiêm thì chánh pháp tồn tại. Giả như không ai trì tụng chú Lăng Nghiêm thì chánh pháp sẽ tiêu diệt. Chú Lăng Nghiêm là thần chú do hóa thân Như Lai thuyết ra từ Phật Đảnh Quang Minh. Do đó chú này kỳ diệu không thể tả xiết, và mỗi chữ đều diệu ảo không lường. Tham cầu danh thì bị lửa đốt chết, tham cầu lợi thì bị nước diêm chết. Đó là hai nạn nước lửa. Nếu còn tham cầu vinh hoa phú quý thì bị gió thổi chết. Bất luận là sám hối với ai, quý vị cũng phải nói cho rõ ràng, không được nói một cách mơ hồ như đàn nào cũng được. Và không có lập trường, không ai tánh đặng cái khổ của sanh lão bệnh tử. Sanh là do đâu? Có phải từ trời sanh ra, đất sanh ra, người sanh ra, hoặc tự nhiên sanh ra? Sanh ra rồi lại vì cái gì? Trách nhiệm của ta là gì? Nghĩa vụ ta phải làm sao? Thiên chức của ta là gì? Mình phải hiểu biết những việc trên một cách rõ ràng mới không cô phụ kiếp làm người. Quý vị phải nhất định học thuộc chú Lăng Nghiêm. Nếu được vậy thì không những quý vị có thể liễu thoát sanh tử, mà còn tránh được tai họa ma chướng và cứu khổ chúng sanh. Đồng tính luyến ái là yêu nghiệt đi ngược lại với thiên tánh, ngược lại luân lý và ngược lại thanh lý. Muốn thành Phật thì phải học Phật Pháp. Thứ mình xứng đáng có thì mình sẽ được có. Thứ mình không xứng đáng có thì mình chớ vọng tham cầu. Mình phải giữ cương vị, gắn tròn trách nhiệm của mình, mà không nên ích kỷ, không nên tự lợi hay nói dối. Làm vậy thì thế giới mới hòa bình. Dù quý vị không muốn nó thay bình, nó cũng thay bình. Không muốn nó bình an, nó cũng bình an.
Vậy tại sao thế giới này bây giờ không được bình an, không có thái bình? Vì ai ai cũng hướng ngoại truy cầu, không biết hồi quang phản chiếu để tìm giải đáp nơi chính mình. Lúc nào mình cũng phải bảo trì tâm ý trong sạch như trẻ thơ, lúc nào cũng không già và không bao giờ chết. Do vậy muốn mạnh khỏe trường thọ, chỉ cần quý vị buông bỏ tài sắc danh thực thủy, thì cái chân thật sẽ tự nhiên hiện bày. Bất luận là tiểu thừa, đại thừa hay Phật thừa, thừa nào cũng dạy mình việc đầu tiên là phải trừ bỏ thói hư tật xấu, vô minh phiền não, tham sân si. Nếu quý vị bỏ những thói xấu ấy đi, thì tự nhiên sẽ tương hợp với ý nghĩa của kinh. Nếu không trừ tật xấu thì sẽ không hiểu được nghĩa kinh. Quý vị nhìn xem, quý vị là bậc nhất rồi đó, nhưng có sao đâu. Quý vị phát tài rồi đó, nhưng có ích gì. Khi quan sát người tu đạo, quý vị nên nhìn vào chỗ nào? Quý vị xem y có giữ giới luật hay không. Nếu y không giữ giới luật, y nhất định là ma. Nếu y tôn giữ giới luật đặc biệt tinh nghiêm, thì y đúng là tín đồ của Phật giáo. Rắc rối ở trên đời do đâu mà ra? Do người ta ai cũng ích kỷ. Ích kỷ bắt nguồn từ đâu? Bắt đầu từ nơi dục niệm. Tu đạo thì bất kỳ thứ gì cũng đừng tham. Tốt không tham, xấu càng không tham. Lấy tâm bình thường là đạo. Tâm lúc nào cũng bình thường, chẳng tham muốn gì cả. Hễ tham là sai lầm rồi. Nếu ý thức của quý vị về nóng và lạnh không khác biệt, thì nóng lạnh không tồn tại. Nếu nóng lạnh không tồn tại, thì có ai để cảm giác về nó? Các cặp đối tượng khác cũng có đạo lý như vậy. Nếu mình chẳng khởi tâm phân biệt về sự vật, thì sự an tĩnh vốn có của tự tâm sẽ không bị quấy nhiễu. Hậu quả nặng nề của nghiệp sát sẽ là nhân tố hình thành thiên tai nhân họa. Chúng ta cũng thường thấy hoặc là động đất, hoặc là sóng thần, hoặc là thời tiết thất thường, quá nóng quá lạnh, cho tới mưa gió bất hòa, đủ các hiện tượng khiến đất nước nhân dân không chút thanh bình an lạc. Trẻ em thì giống như cây non lớn lên, nên phải cắt tém các cành nhánh mọc lộn xộn cho gọn, để thân cây mọc cao lớn, sau này có thể dùng gỗ đó làm rừng cột. Con người nằm mộng thì không biết mình đang mộng, đợi tỉnh dậy rồi mới biết là mộng. Vậy lúc nào thì ta tỉnh mộng đây? Khi tu hành được khai ngộ. Vậy tu làm sao? Thì tu học Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Nói gọn là cái chìa khóa. Ngày ngày mình chạy đi tìm cái chìa khóa này. Chìa khóa này là gì? Là trí huệ bát nhã. Tìm ra chìa khóa trí huệ của mình, có thể mở tung ổ khóa vô minh. Lúc ấy mình sẽ giải thoát và cũng thức tỉnh từ cơn mộng giả huyễn. Đồ còn dùng được mà mình vứt đi, tức là lãng phí vật chất. Vì vật chất trên thế giới này cũng đã gần hết, nên nếu mình không biết tiết kiệm thì tương lai thật là nguy hiểm. Ở đời bất luận là việc tốt hay xấu đều dạy mình giác ngộ. Việc tốt thì dạy mình giác ngộ chuyện tốt, việc xấu thì dạy mình giác ngộ chỗ sai lầm của nó. Hãy đặc biệt chú ý đến mỗi câu chú lăng nghiêm, đừng cho nó là bình thường, mà là diệu pháp rất khó gặp trong trăm ngàn vạn kiếp. Quý vị cho rằng trên thế giới có rất nhiều người thuyết pháp về chú lăng nghiêm ư? Thật ra chẳng có ai. Vọng niệm là khởi ý niệm không chân thật, đều là vọng tưởng hư vọng không thật tại. Kẻ điên đảo thì biết việc đó không đúng mà cứ cố ý làm, lại còn cãi leo kẻo nói việc đó là đúng.
Người đời ai cũng bận rộn lăn xăng hoài, điểm xuất phát của họ không ngoài lòng ích kỷ, rằng phải bảo hộ sinh mạng và tài sản của mình. Còn Phật Pháp thì đại công vô tư, chỉ nhằm vào lợi ích cho người khác thôi. Nghe giảng kinh thì quý vị sẽ có cái kính chiếu yêu, yêu ma quỷ quái hiện hình là quý vị biết ngay. Người tu phải phát nguyện cho chính mình, phát đại nguyện lực từ lòng thành, rồi theo nguyện ấy mà nỗ lực thực hành. Nếu quý vị chỉ còn một tâm đại công vô tư, không ham mau, không muốn hơn kẻ khác, chỉ chuyên tâm nhất trí dụng công, thì ma gì cũng không thể hại quý vị được. Người tu phải thanh tịnh như trong con mắt của mình, không thể dính một hạt bụi. Nếu mắt có hạt bụi thì chắc hẳn rất khó chịu, phải tìm lấy bụi ra, nếu không thì thân tâm không an. Tu đạo cũng tương tự vậy. Bụi này là gì? Là lòng tham. Có lòng tham thì mọi chuyện sẽ dấy khởi sự biến hóa. Mình vốn thanh tịnh, nhưng vì ý niệm tham lam nên phát sinh phản ứng hóa học, khiến nước trong biến đục, tâm thanh thành trược. Lúc ấy mình chẳng thể giúp ai, mà ngược lại còn tự hại lấy mình. Mục đích chủ yếu của mình là tu liễu sanh thoát tử, không phải vì cầu có cảm ứng mới tu đạo. Quý vị nên nhớ chẳng thể có mưu đồ lúc tu hành. Nếu vì mong cầu thành tựu, mong cầu cảm ứng mà tu, đó là sai lầm to lớn. Nếu có trí thì quý vị như mặt trời, có huệ thì quý vị như mặt trăng. Phàm như ưa nổi nóng, đa số là người ngu si vô minh, nặng nề, không hàm dưỡng công phu. Nếu nói động vật là loài được sắp đặt sẵn cho con người ăn, vậy con người là loại được sắp đặt sẵn cho ai ăn? Mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng sanh trong cõi ta bà này đều là tham, đều là sân, đều là si. Trong phạm vi pháp thế gian, họ dùng tham sân si để tu hành. Đến pháp xuất thế, họ cũng dựa vào tham sân si mà tu hành. Nào là tham khai ngộ, ngồi thiền 2 ngày rưỡi là đã muốn khai ngộ, tu 2 ngày rưỡi là muốn thần thông, niệm Phật mới 2 ngày rưỡi là muốn đắc niệm Phật 8 mũi. Quý vị xem, trong tham lam lớn như vậy đều là do con quỷ tham lam biểu hiện ra đó thôi. Tu thì như trèo cây sào 100 trượng, tuột xuống thì dễ, trèo lên thì khó, khó như lên trời. Bất luận gặp cảnh giới gì, nếu quý vị không xuyên thủng được nó thì rất dễ gặp ma chướng. Sơ hở chỉ ở tại một niệm mà thôi. Một niệm sai là một niệm tà. Lúc đó thiên ma ngoại đạo liền vào tâm thức của quý vị. Nếu có chánh niệm thì Phật sẽ hợp nhất với quý vị. Cho nên Lục Tổ Đàn kinh dạy, lúc chánh niệm thì Phật ở trong phòng, lúc tà niệm thì ma ở trong nhà. Chánh là đạo lý như thế. Thích ăn ngon cũng là do bên trong có một khí oán nghiệp dẫn dắt. Nó khiến quý vị vui thích khi các vật khác hy sinh tán mạng để bồi bổ cho tánh mạng của quý vị. Địa ngục không phải tự nhiên có sẵn, chuẩn bị sẵn sàng để mình rơi xuống đó đâu. Vậy làm sao có nó? Do nghiệp hoặc của mình hiện ra. Nếu quý vị tạo nghiệp địa ngục thì có một địa ngục hiện ra. Nếu quý vị chân thành đọc tụng kinh điển thì thường có chư thiên rải hoa, mùi hương thơm lạ tỏa khắp, và quỷ thần cung kính cúng dường. Quý vị muốn biết cảnh giới ấy thật hay giả, người đó là Bồ Tát hay ma, quý vị có thể xem xét như vậy. Thứ nhất,
ý có lòng dâm dục hay không? Thứ hai, ý có tâm tham dục hay không? Tham lam tức là tham tài, tham sắc. Nếu có vị tức y chẳng phải là vị chân thật tu hành. Tết năm nay, tôi cho quý vị thấy tờ giấy lau miệng của tôi đã dùng 4 ngày rồi mà tôi vẫn còn xài. Quý vị nghĩ xem trên đời còn ai keo kiết như tôi chăng? Không phải chỉ có giấy, mà bất kỳ thứ gì tôi cũng không lãng phí. Đây tuy là việc nhỏ, nhưng tôi hy vọng quý vị chú ý, đừng nên lãng phí tài nguyên của thế giới. Chữ nhục thịt gồm có hình một người bị ăn và một người ăn thịt. Người ăn thịt thì ở bên ngoài và vẫn còn là người. Người bị ăn thì ở bên trong nhưng đã biến thành con vật. Người ăn thịt và kẻ bị ăn có một mối quan hệ mật thiết, một mối oan kết ràng buộc lẫn nhau không thể giải trừ. Trí huệ và ngu si không phải là hai thứ, chúng như hai mặt của bàn tay. Là bên này là trí huệ, trở qua bên kia là ngu si. Mê tín tuy mê, không hiểu biết gì, nhưng ít ra vẫn còn lòng tin. Nếu quý vị tín mê thì tuy có lòng tin, nhưng quý vị lại tin vào tà đạo. Thứ đạo mê hoặc lòng người, thứ đạo không chân chính, đó mới là nguy tai. Nhà cần phải nhỏ nhỏ, tiền cần phải ít ít, người cần phải tốt thiệt, nghiệp cần phải sạch sành sanh. Kinh Hoa Nghiêm là kinh của pháp giới, cũng là kinh của hư không. Tận hư không trùng khắp pháp giới, không chỗ nào mà chẳng có kinh Hoa Nghiêm. Kinh này ở đâu thì Phật pháp và chư thánh hiền tăng cũng ở đó. Nếu trên thế giới còn một người biết niệm chú Lăng Nghiêm thì thế giới sẽ không bị hủy diệt, pháp cũng không bị hủy diệt. Chừng nào trên đời chẳng còn ai trì tụng chú Lăng Nghiêm nữa thì khi đó Phật pháp sẽ bị tận diệt. Tôi thường nói với quý vị, mau chết đi. Ý là nói quý vị phải làm chết cái tâm vọng tưởng đó đi, mà chớ có ngày ngày khởi vọng tưởng. Vì khởi vọng tưởng như vậy thì làm sao tu hành? Một khi tâm vọng tưởng chết rồi thì tâm từ sẽ lớn mạnh, trí huệ và nguyện lực cũng lớn mạnh theo. Tu thì cũng như bơi lội. Nếu quý vị có sức lực, kỹ thuật bơi giỏi thì có thể bơi ngược dòng tới bờ bên kia an toàn. Nếu quý vị sức yếu bơi không giỏi thì sẽ bị dòng nước nghịch đẩy lùi. Lúc đó chẳng những quý vị không tới được bờ mà có khi còn bị chết chìm nữa là khác. Người tốt thì không oán ghét ai, kẻ xấu mới oán ghét người khác. Điều quan trọng khi nghe giảng kinh là phải kiên nhẫn. Dù hiểu hay không cũng phải kiên nhẫn ngồi nghe. Quý vị ở trong pháp hội sáng tối nghe giảng thì tựa như sáng tối được huân ướp hương thơm. Sáng tối huân tập chân lý vào tâm thức như vậy, kết cuộc có ngày quý vị sẽ khai mở trí huệ mà thấu hiểu. Thế giới là do tâm người tạo thành. Tâm người hiếu sát thì tạo thành thế giới chiến tranh. Tâm người hiếu sanh thì biến thành thế giới hòa bình. Tôi hy vọng trong tương lai người phương Đông và Tây phương trên thế giới đều sửa đổi tâm hiếu chiến thành tâm từ bi. Làm thiện mà mong người ta biết thì không phải là chân thiện. Làm ác mà sợ người ta hay tức là đại ác. Bởi vì có lòng yêu thương nên cái khổ lớn nhất của con người là cái khổ sanh tử ly biệt. Sống thì phải xa cách nhau, chết thì vĩnh viễn xa lìa.
yêu thương tình ái là cái cội nguồn tạo nghiệp. Nếu đoạn được lòng dục vọng, từ sạch lòng yêu đương, thì nghiệp chướng sẽ nhỏ bớt. Khi tình yêu sâu đậm, nghiệp chướng cũng rất nặng nề. Cho nên có câu nghiệp hết tình không là chơn Phật, nghiệp nặng tình mê là phàm phu.